Hello anh em và chào mừng anh quay trở lại với mình kênh của mình nha. Và mình sẽ chơi 6 tựa game. Ok, đầu tiên là Plan vs B phiên bản Hero. Ok, start bat. Rồi, sẽ bắt đầu nào. Rồi, nhiệm vụ rất chi là đơn giản. Ok, một phiên bản khác hoàn toàn. Zombie đi chăng? Mình sẽ để một con lên đây. Ok, Pester. Tấn công nào. Fry. Tấn công nào, ok lên nào. À đây nó đang giới thiệu là một máu này. Con này sẽ bị chết và con này sẽ phản đòn lại. Ok, tất cả là đều cả. Mình sẽ thêm một hàng nữa. Wow, con năm này. Wow. Mình sẽ ra hai con ở đây vẫn nha. Mình sẽ ra hai con đây. Tấn công. Một. Phản đòn lại rồi. Rồi, ok. Rồi, xuất hiện đến rồi, boss rồi. Ok. Lên. Rồi, tất cả biến thành hero luôn. Nào ma quá. Rồi, họ 20 máu. Rồi, ok. Đây. À, phản đòn luôn, mất 5 máu luôn. Quá khủng khiếp. Rồi, tấn công luôn. Rồi, được 1 máu đấy bạn nhá. Rồi, được 2 con nào. Rồi, tấn công. Được 2 máu, tổng 9 máu này. Giờ còn 7 máu. Đây khu vực này xong rồi bạn ơi. Còn 5 máu luôn. Đến đây nào. Nó còn kìa có 11 máu kìa kìa. Gần đâu, áo vãi. Ban win. Mình kiếm được mấy cái stack này nha bạn nha. Ok. Ok, let's go, và tiếp tục nào. Rồi, phần tiếp theo. Cho các bạn nhìn một chút thấy quân bài của mình nhé bạn nha. Ok. Mình sẽ cho cây nấm ở khu vực này. Xin nhẹ 5 máu bạn ơi. Ok. Rồi mình sẽ có 3 cái bảo vệ nhé bạn nhé. Như 3 super block. Ok. Rồi kích hoạt địa khoản 1. Lên. Ừ, lấy cái này. Lên. Được, mình sẽ kích hoạt một lá chắn. Đây, công dụng của lá chắn là thế. Thank you.
Rồi ra đi luôn một bên. Ui hai sao kìa. Mình sẽ cho một hàng bên này và một hàng bên này. Ok. Tách. Ui 3-1 kìa. 3 máu kìa. Update lên nào. Lửa lên. Lên. Thoải mái đi bạn ơi, mình có 3 con giáp mà. Á à, xời. Cuốn luôn hàng nhé bạn nha. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Mình lại 3 Super Pack nha bạn nha. Còn lách luôn. Ok, và tiếp tục nào. Nhẹ nhàng đây. Lên. Một xin một máu nào bạn ơi. Ồ. À. Một trên nóc nhà. Rồi, ok, 3 máu nữa nha. Tăng cường a à, con này nếu trồng được trên nóc nhà nó sẽ tăng cường máu nữa nha. Đặt tù két. Rồi, thủng nhà luôn. À nếu con này trồng nước này, con này trồng nước tăng mát rát luôn. Lên bạn ơi. Xin nhẹ 2 máu. Xin nhẹ update nào. Xin nhẹ update rồi. Lên. Xin nhẹ 8 máu. Xin nhẹ 8 máu. Nở hoa lên, bỏ được 2 cái đó. Còn cái cây này mình sẽ để góc bên này. Bảo kê thôi, nói chung là để bảo kê thôi. Trời tòi rồi, sao nó làm mất của mình nhá. Lên. Nhẹ nhàng. Ăn miếng trả miếng bạn ơi. Còn 6 máu. 6 máu thì xin lỗi tình đời đi bạn ơi. Xin lỗi tình đời đi bạn ơi. Cho đánh thoải mái. Ô kích hoạt kìa. Rồi rồi sao thế nhà. Ok. Nhẹ nhàng lên bạn ơi. 5 máu. 1 máu này nữa. Tránh nhau làm gì. Lên. Xin lỗi nè. Rồi ok. Plan win. Chắc chắn là vậy rồi.
Đôi khi level thấp mà lại thế anh em. Có mega pack này, ok. Let's go. Ok, và tiếp tục nha bạn nha. Quá đẳng cấp luôn. Nhẹ nhàng thôi. Rồi, Legendary xin 5 máu. Cho đạn bên trong. Yo. Ăn miếng trả miếng. Ok chăng? Ok. Quên rồi. Này quá vẫn còn một lần nữa. Lốc con này đi bạn ơi. Sao lốc con đấy, nó con này mà 7, 9, 2 đỡ một đòn đây. Mình sẽ cho một đỡ. Ok, mình 2 này. 2 một đòn này. Sau kia 4, ôi trời rồi. 4-1. Nhầm hàng rồi. Rồi ok không xong. Rồi ok, mình sẽ kết thúc video tại đây nhá. Đó là mình sẽ thoát những game này. Rồi ok, mình sẽ chuyển sang tự game. Nào đây, đâu xem nào, nó các zombie, đây đây cũng có này. Ok, mình sẽ chuyển sang tự game đầu tiên đi. Các mình sẽ tắt cái mạng đi. Rồi. 2K, ui.
Start nào. Ồ, vẫn tua này. Hay quá, vẫn thắng khỏi chấm luôn đấy. Còn tin yêu. Ok, đây cho chơi ghép zombie thì sao? Wow. Đây con nhân vật mới. Wow, trông bơ luôn. Ok, hết vàng rồi. Ok. Lên. Vai. Lên. Nhẹ nhàng như long hồng luôn. Đây này. Rồi, cái này rất chi là bình thường các bạn nha. Cho nó có con mạnh nhỏ. Ok đấy. Ok, chuyển sang game tiếp theo nha bạn nha. Angry Frog. Ok, họ còn là Network. Rồi, mình sẽ bật net mạng lên và chiến đấu với họ. Rồi. Rồi, Clam. Rồi, you win. Ok, làm luôn nha. Nào, tiếp theo nào. Mở bằng 73M. 100M là sao nha. Subscribe. Rồi, rất. Mega 20 xôn. Ghét luôn. Ok. Rồi, ốc ẩu. Thank you.
Coming, bót ra rồi. Ok. You win. Clam nào, mở thêm một cái đó. Nó angle. Ra có con nhiều mà level 50 mà không biết xúc đâu rồi. Ở đây level 7. Quên mất. Bảy mờ. Quên theo tự nhiên nhẹ nhàng thôi. 11k rồi, bót rồi, xem con nào spin. Rồi, bắt đầu nào. Bót rồi bạn ơi. Ok, và mình sẽ chuyển sang một game khác nha bạn nha. Sẽ bắt đầu là tiếp theo là trò này đi. À rồi, trò đấy rồi. Và đây. Trò khá là hay. Rồi, Mega Spalan 3D. Ủa, 3 sao cơ. Unruly. Ok. Mười ca tiền. Rồi, xong một trận lâu thành. Wow. Rồi toi rồi.
con này bắn chậm đấy nhỉ. Trời ơi, con này nó bắn ẻo ma vãi. No thanh, ok. Đó, con sừng rồng nó bắn như này thì làm sao mà chơi được. Bắn chậm như con rúa này, ô. Áo nhỉ. Sai lầm rồi. Rồi tiếp tục nào, lên. Này bắn này còn nhanh, không hiểu càng lên cao càng ấy. Ok, Stargan. Okay. Càng lên màu tím bắn càng đau nhưng mà chậm lắm bạn ơi. Chơi chậm như này sao chơi được? Người cao vàng. Rồi, ok. Nâu thanh nào, ghép vào nào bạn ơi. Rồi, chắc là qua được thôi. Rồi, Stargan. Mình thấy con Chomper là chuẩn hóa nhất. Ôi, những con bot này thực tế thì chơi cái gì nữa. Trời ơi, không sao. Rồi, ok, và tiếp theo mình sẽ chơi tựa game đây đi. Tựa game Agastabi Mobi. Wow, mình có vẻ ghét. Ok. Clam. Oh.
có vẻ ảo giác ảo hơn đấy. Rất chi là wow, slow down. Tổng này bút bao đây mọi người. Ui. Rồi. Thoải mái lựa chọn mọi người. Rồi phải auto nữa này. Mấy giây thôi. Dùng sự trợ giúp đi bạn ơi. Lên nào. Được một phát 300 bot luôn rồi. Bot bạn ơi. Bắn có 25 máu không? Slow đi. Búp lên. Rồi, 2.5M. Free. Ui, còn nhân vật mới luôn này bạn ơi. Tự động luôn, đi chậm luôn. Chắc là level 12. Còn là 1M2 luôn, một con luôn. Bá vãi. 2 level cả làm. Ok. Rồi ok, mình sẽ bán con này đi nhá. Để chật ấy quá. Level 9 này vào. Ủa, bán được con 1M2 tụ úp là gì đây? Chúng ta có 10 rồi. Rồi, ok. Sắp qua level 1 thế nào? Level 7 nhanh thế nhỉ? Mình sẽ bán con level 13, 3 này đi. Đấy, vàng. Nhanh lên nào bạn ơi. Tua nhanh lên. Bây giờ tặng con level 4 trở lên nữa nhé. Tặng level 4 trở lên thôi. Rồi, sắp rách 1M2. À, ma vãi. Rồi, tiếp tục nào. Tiếp tục sử dụng chữ giúp nào. Có vẻ nhanh hơn đấy. Lâu thế nhỉ. Ui, sắp thành con boss này rồi. Toàn ra level 4 rồi bạn ơi.
Rồi 1M2 luôn. Rồi mình level 7 hoặc level 4 level 7 đi. Ok. Trick đấm bắn luôn. Ảo thật. Click đứng yên luôn này. Rồi, ok. 6M vào đâu. X2 coin free. Rồi, ok, mình sẽ chuyển sang một tựa game khác nhé. Đây, một tựa game rất chi là hay. Nhấn vào để chơi, ok. Cháy nổ hố đen nổ kiếm tạo ra nổ kiếm, ok. Ok, không có nhạc nhỉ. Rồi, tiếp tục nào. Cấp tối đa luôn. Ô, sao mất máu nhiều thế này? Rồi. Lên, lên. Rồi. Lên. Rồi. Không có hút hút vào đâu nha nhỉ. Tăng kích thước. Wow.
gậy như ý đấy. Wow. Wow, tăng máu kìa. Wow. Wow. Giảm thời gian 1 triệu. Giảm thời gian 1 triệu ạ. Còn liên tục lên, tục liên tục lên. Kim cương, kim cương. Tăng tốc độ lên chứ. Ôi trời. Hoàn thành màn, ok. Khá là hay đấy bạn ơi, game này cũng có vẻ là dễ chơi đấy. Bắt đầu. Cháy nổ đặt mình, làm giảm đặt mình, phát ra một nổ bản thân để lui. Ok. Rồi, mình chơi. Khi kẻ chết sẽ phát nổ sát thương lên người khác. Ngon. Xin cái đã, đi sau. Rồi, cháy nổ lên 500 đi. Nổ kiếm. Tăng sát thương lên 100% đi. Ua xoài. Lên nào. Chịu ổn thế này tăng con này phát sóng điện đánh lùi cái địch. Sóng điện này. Mình đang chơi điện mà. Rồi. Tăng số lượng sôi điện giảm 15 tất cả kỹ năng. Giảm thời gian hồi chiêu đi. Ok. Giật liên tục đây. Rồi, quá tuyệt vời luôn. Đạn năng lượng tăng tốc 11, tăng kích thước. Tăng tốc độ di chuyển đi.
hóa cấp độ cuối, dạng khổng lồ tấn công nữa tạo ra một lửa. Lửa đi. Ok. Còn gì khỏi nói nữa bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn. Warring Bot kìa. Nổ kiếm. Ok. Dễ luôn. Hút hết nè. Ôi giời, tiếp tục nào. Rất chi là may mắn. Giảm thời gian hồi chiêu. Ok, tiếp đây. À, tuyệt vời luôn. Bắt đầu hút hết nào. Rồi ok. Xua nó nào, lên nào. Lên nào, lên nào. Gậy như ý. Rồi, bot nào mạnh lên đây. Rồi. Lên đây hộ tao với. Sát thương gây ra tác động ra. Lên đây hộ tôi với. Đây rồi. Tăng công nha. Tăng nguồn trong sát thương nào. Cháy nổ lên 30%. Tiếp tục nào. Ôi, chưa lên cấp á. Mắc sát thương luôn. Ok, mắc sát thương luôn rồi. Bót đâu rồi, ra đây nào. Nổ xác nhận hàng chứ. Cấp 35 rồi vãi. Áo vãi mọi người. Xin một lần chơi ra. Chết bởi lửa khi cả đồ chết có cơ hội làm chậm các điểm xung quanh bán kinh vụ nó chết đấy. Ok. Nổ kiếm.
áo vãi, khi nào chết đây ta? Ô, mình rất thích. Đứng kia đây nha bạn nha, thoải mái. Hoa màn, bánh xe may mắn. Thôi sao ảo vãi. Chưa đâu. Đơ luôn à. Ua. Tăng 100 sốc điện, tăng số sốc điện lên. Tăng cường cho nó vậy. Nhiều quá. Chết luôn. Cái này cái 500 nào bạn ơi. Quay 500 nào bạn ơi. Chậm nào. Đây lưu cái đấy kia. Đây rồi, đây rồi. Tăng kích thước đây rồi. Mắc hết luôn bạn ơi.
500 rồi nha. Ui, được trang phục ngon luôn này bạn ơi. Bác học điên vãi. Không có đồ không thể chơi được bạn ơi. Rồi ok, và tiếp tục mình sẽ chơi tựa game Farming Singer nhé bạn nhé. Ok. Free 30 kim cương, double kill hoàn thành. Lucky Star Demot.
mạnh quá bạn ơi. Ok, và tiếp theo mình sẽ một chơi một tựa game khá chi là đặc biệt và mới. Mình đây tựa game gì đang biết. Rồi, Zombie Death Cycle. Like và subscribe cho kênh mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.